Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Bà Lao động. Thưa quý vị, máy cắt cỏ là dụng cụ các nhà nông thường dùng để cắt cỏ cho vườn thanh long, phát quang bụi rậm. Tuy nhiên, nhiều hiểm họa khi sử dụng máy này. Nhiều vụ lưới sao máy cắt cỏ bị gãy văng vào chân người dân gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian qua. Mới đây, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc anh NNH sinh năm 1991, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam dùng máy cắt cỏ ở vườn Thanh Long và lưỡi dao bị gãy văng vào chân gây chảy máu. Nhưng người thân không kịp thời phát hiện tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Khi người vợ đi tìm thì thấy anh Hát đã tử vong. Nạn nhân nằm cách máy cắt cỏ bị gãy lưỡi dao khoảng 5 trụ Thanh Long. Nhiều người bàng hoàng vì máy cắt cỏ là dụng cụ mà các nhà nông thường dùng để cắt cỏ cho vườn thanh long, phát quang bụi rậm, tuy nhiên nhiều hiểm họa khi sử dụng máy này, bởi lẽ lẫn trong cỏ là nhiều vật cứng, đá rất dễ làm gãy lưỡi dao. Trước đó trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam cũng xảy ra nhiều vụ bị thương do lưỡi dao của máy cắt cỏ gây ra. Nhưng ngày 9 tháng 9 năm 2022 tại thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Người đàn ông đang cắt cỏ thanh long thì lưỡi dao máy cắt và bị văng vào đùi. Rất may là người nhà kịp thời phát hiện và gọi xe cứu thương đến đưa đi cấp cứu. Một vụ tương tự tại xã Mương Mán cũng xảy ra việc dao cắt cỏ văng ra, cắt đất vào cổ chân một người đàn ông. Người nhà đã dùng xe ba bánh để chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Để sử dụng máy cắt cỏ an toàn, hiện nay có nhiều sự lựa chọn về lưỡi cắt an toàn hơn để dùng cho máy cắt cỏ. Anh Thanh Lâm, một chủ cửa hàng nông cơ tại huyện Hà Nam Thuận Bắc Bình Thuận chia sẻ, hiện nay thì người dân thường sử dụng hai loại đó là đĩa cắt cỏ bằng cước và đĩa cắt cỏ bằng thép cao cấp. Loại đĩa cước thì dùng cắt cỏ non chứ cỏ già thì không cắt được, còn loại đĩa bằng thép cao cấp cắt cỏ già khá tốt nên lưỡi dao va phải đá cũng sẽ không gãy. Người dân không nên sử dụng lưỡi dao kém chất lượng, thép không đủ độ cứng, khi va đập rất dễ bị gãy văng lưỡi dao. Ngoài ra trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ, người dân cần phải thường xuyên kiểm tra lưỡi cắt, nếu phát hiện có dấu hiệu bị hỏng dạn nứt cần phải thay mới ngay nếu lưỡi cắt bị lỏng cần siết chặt lại an toàn trong sử dụng máy cắt cỏ phải đặt lên hàng đầu người dùng đừng vì chủ quan mà dẫn đến những nguy hiểm đến tính mạng khi làm vườn khi cắt cỏ thưa quý vị không thể phủ nhận máy cắt cỏ mang lại nhiều tiện ích thuận lợi trong việc làm nông làm vườn tuy nhiên nếu người dân sử dụng không cẩn thận sử dụng sai cách sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho chính bản thân và những người xung quanh còn bạn bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy để lại bình luận phía dưới video đến đây thời lượng của video cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại